Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đến viếng dân qua và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Cùng tham gia với đoàn còn có lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố cao lãnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dân hương tại tượng đài tổ quốc ghi công, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đại biểu đã đến thắp hương lên từng một phần liệt sĩ. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu năm 2019. Bí thư tỉnh quỹ Lê Minh Hoàng đánh giá, hoạt động của các cấp công đoàn ngày càng gần gũi, sâu sắc hơn. Các mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ Hội quán chủ nhà trọ công nhân đang dần phát huy hiệu quả, góp phần định hướng tư tưởng, ngăn ngừa các vụ đình công, lãng công, tổ chức các phong trào thi đua lao động gắn với phát triển sản xuất. Trong thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoàng đề nghị công đoàn các cấp tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tham gia xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 78 cán bộ công đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017-2018. Chiều nay, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoang đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đặng Thị Mỹ Cẩm, quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử ông Lê Thành Công, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa 9. Trưởng ban dân vận cấp quỹ đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh là một trong những mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, giữ chức phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chúc mừng và đề nghị ông Nguyễn Văn Thể tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác để cùng với tập thể đơn vị mới nâng cao chất lượng đầu tư, tư vấn giám sát và quản lý thi công các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương làm việc với Ban dân vận tỉnh ủy về kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Đến nay, có 14 sở ngành cấp tỉnh và 12 trên 12 quyện thị xã thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung năm dân dân chính quyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và nhân dân biết thực hiện. Quỹ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, giảm bớt các văn bản thủ tục hành chính không cần thiết trên các lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ công chức viên chức có hành vi cửa quyền, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dân Dương đánh giá cao công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tham gia các chương trình đề án lớn của tỉnh như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Văn <laughs> bản mới ban hành đáng chú ý, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ 6. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ 5 đến nay, đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ để mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Trong tuần tới, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, Lãnh đạo tỉnh sẽ tham dự diễn đàn thương mại Việt Nam EU tại thành phố Hồ Chí Minh, tham hội người cao tuổi huyện Thanh Bình, làm việc về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo kế hoạch năm 2019, làm việc với Sở Giao thông vận tải, dự lễ công bố quyết định thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3, tham dự hội thảo nâng tầm giá trị thương hiệu bằng thiết kế sáng tạo dân dân.